Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì trong những ngày vừa qua đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng làm 5 người chết, gây hoang mang cho người dân xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là dư luận toàn cả nước. Đó là vụ việc Lê Quốc Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Khỉ, thua bạc xả súng và cướp tiền tại huyện Củ Chi. Thì cho đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 9, nhưng vẫn chưa có manh mối hay là tung tích nào của kẻ sát nhân này. Thì ngày hôm nay mình xin được nêu ra một số quan điểm cá nhân, đó là 6 nguyên nhân gây khó khăn cho việc truy lùng và vây bắt Tuấn Khỉ. Mình xin nhắc lại, đây là quan điểm cá nhân và chỉ mang tính chất tham khảo. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn vui lòng nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Nguyên nhân thứ nhất, Tuấn Khỉ là người trong ngành công an. Tính đến thời điểm gây án, Lê Quốc Tuấn đang mang cấp bậc thượng úy tại đội cảnh sát thi hành án tại quận 11. Tuấn được đào tạo từ trường trung cấp công an, được đào tạo chính quy. Vì vậy Tuấn Khỉ chắc chắn sẽ đoán được các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức vây bắt của lực lượng cảnh sát, và sẽ có giải pháp để lẩn trốn. Thứ hai, Tuấn đang mang theo vũ khí là khẩu AK bắn xếp. Việc Tuấn Khỉ mang theo vũ khí quân dụng là khẩu AK nên các lực lượng chức năng phải chi tiết hơn trong việc tổ chức vây bắt, cũng như đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương cũng như các cán bộ chiến sĩ trực tiếp vây bắt, tạo thời gian cho Tuấn có khả năng di chuyển tới địa điểm ẩn nấp an toàn. Thứ ba, địa hình khu vực rất phức tạp. Hiện tại đang là mùa xuân và cây cối, các loại thực vật phát triển. Địa hình khu vực này có nhiều vườn cây, đồng ruộng, bụi cỏ tùm, gây khó khăn cho việc truy lùng. Thứ tư, Tuấn Khỉ là người địa phương. Việc Tuấn Khỉ là người địa phương nên Tuấn Khỉ sẽ rất thông thạo giao thông, địa hình thuận lợi cho việc lẩn trốn. Thứ năm, Tết Nguyên đán và dịch Corona. Thời điểm xảy ra vụ việc là mùng 5 Tết. Nhiều người vẫn đang ở lại ăn Tết ở các địa phương, kèm theo đó là dịch Corona. Mọi người cần phải đeo khẩu trang để phòng bệnh, nên Tuấn Khỉ sẽ dễ dàng di chuyển và lẩn trốn, ít bị phát hiện. Thứ sáu, gần biên giới Campuchia. Điều này sẽ giúp Tuấn Khỉ vượt qua biên giới để tránh được sự truy lùng gắt gao của cảnh sát ở Việt Nam và tạm thời tìm được chỗ ẩn nấp an toàn. Thì trên đây là 6 quan điểm về nguyên nhân vì sao chưa bắt được Tuấn Khỉ. Mọi người nếu có ý kiến hãy để lại comment bên dưới và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.